Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là một dịp tuyệt vời để tôn vinh những người phụ nữ. Có nhiều cách để chúng ta thể hiện sự quan tâm tới những người phụ nữ đặc biệt trong gia đình. Một món quà nhỏ, một món ăn ngon hay đơn giản là những hình ảnh đẹp và những lời chúc tuyệt vời nhất gửi tới họ. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, vậy là mùng 8 tháng 3 sắp đến rồi. Chúng mình hãy cùng với cô Mai chuẩn bị những món quà dễ thương và xinh xắn để gửi tới những người phụ nữ tuyệt vời xung quanh chúng mình nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy là cô và chúng mình đã vừa hoàn thiện xong những tấm thiệp thật là xinh đẹp rồi. Cô tin chắc rằng các bạn nhỏ của cô sẽ còn nhiều ý tưởng và còn khéo tay hơn như thế nữa cơ. Ở nhà, chúng mình hãy cùng làm những tấm thiệp thật đẹp và gửi tới các bà, các mẹ và những người phụ nữ xung quanh chúng mình những lời chúc thật ý nghĩa nhé. Nhân ngày 8 tháng 3, cô Mai và các bạn nhỏ trường mầm non Đông Xin Kindergarten cơ sở 3 Thanh Hà xin gửi tới tất cả những người phụ nữ một nửa của thế giới luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, xinh đẹp và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!